Thời tới cản không kịp. Xin chúc mừng bốn con giáp sau đây, bởi các bạn chính là những người vô cùng may mắn sau cái ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch năm 2023. Các con giáp này không cần phải làm gì cũng sẽ vô cùng may mắn sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. Quả đúng như với câu là ngồi mát ăn bát vàng. Trong những cái ngày tháng này, cái vận khí của các bạn sẽ cực kỳ là tốt, nên làm việc gì cũng sẽ được may mắn, thuận lợi. Tài lộc thì vượng phát, công danh, sự nghiệp thì được hanh thông, thuận lợi. Gia đạo thì yên ấm, tình duyên thì viên mãn. Ra đường gặp giữ hóa lành, được thần Phật che chở độ mạng. Quý nhân thì tương trợ giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống. Quả là cái thời điểm đáng mong chờ nhất trong năm với những con giáp này. Và con giáp may mắn đầu tiên chúng ta phải kể đến sau cái ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch năm 2023. Không ai khác đó chính là những người tuổi tỵ. À, kính thưa quý vị, Bước sang cái tháng mới, sau ngày mùng 1 thì những người tuổi Tỵ được dự báo sẽ gặp nhiều cái may mắn nếu mà có thể luôn giữ được cái tinh thần tích cực và cái sự hăng hái của mình. À như vậy thì dù có phải đối diện với những cái chuyện không như ý muốn thì các bạn cũng có đủ sức mạnh để giải quyết một cách ổn thỏa. Bên cạnh đó, cát tinh nó cũng sẽ xuất hiện đúng lúc để giúp cho những người tuổi Tỵ hóa giải nhiều cái nguy cơ trong cái tháng này. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cái cơ hội để các bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Vì thế dù có gặp cái chuyện gì thì cũng đừng đầu hàng trước nghịch cảnh. Nói chung ấy trong những ngày đầu tháng thì vẫn còn một vài cái khó khăn nó cản bước những người tuổi tỵ. Nhưng ý, nếu như các bạn có thể là kiên trì với cái mục tiêu thì từ giờ đến cuối năm sẽ là cái thời điểm để các bạn trở mình gặt hái được những cái thành quả khiến cho người khác phải kinh ngạc bên cạnh đó tình hình tài chính có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ và khá lạc quan ở cái thời điểm đầu tháng này vì vậy nếu đã lên kế hoạch làm việc ấy, thì các bạn nên gì nhanh chóng tiến hành ngay quý vị hãy tin tưởng vào những cái quyết định của mình và không nên chần chừ do dự quá lâu kẻo cái cơ hội nó lại vụt bay hoặc là nó sẽ dành cho người khác nếu mà chúng ta lỡ một cái cơ hội này à, cùng với công việc thuận lợi tài vận của những người tuổi tỵ trong cái thời điểm đầu tháng 11 âm lịch này cũng có những cái chuyển biến tích cực. Cả hai nguồn thu chính và phụ thì đều tăng nhẹ. Tuy nhiên, chưa thực sự ổn định. Vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, tránh lãng phí. À, trong đầu tư, hợp tác, làm ăn ấy, thì những người tuổi tỵ cần phải đề cao cảnh giác. Không nên tin người một cách thái quá, kéo lại bị lợi dụng, lừa gạt, khiến cho tiền mất, tật mang. Nói chung, ấy, trong những ngày đầu tháng sau ngày mùng 1 thì nó cũng không có tài tinh cao chiếu trong việc vay mượn tiền bạc những người tuổi tỵ cũng gì phải hết sức tỉnh táo dù là bạn cho người khác vay tiền hay là vay vốn của người khác làm ăn thì cũng cần tìm hiểu kỹ các nguồn thông tin đừng để bị rơi vào cái bẫy của kẻ xấu trong thời gian này thì tình hình kinh doanh buôn bán của những người tuổi tỵ cũng khá khả quan nói chung ý, đầu tháng thì được lộc trời ban bản mệnh kiếm được không ít tiền của bỏ vào túi À, quý vị nên tiếp tục quay vòng vốn để cho gì tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn đừng có để tiền nó nằm in một chỗ đó nó sẽ khó sinh lời và trong thời gian này để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải những xung khắc những thị phi những hạn tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. À, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch năm 2023. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi tuất à, kính thưa quý vị nói chung ấy trong cái tháng 11 âm lịch ý, đặc biệt là sau ngày mùng 1 đấy thì những người tuổi tuất chính là những con giáp may mắn nhất công danh sự nghiệp thì phất lên một cách bất ngờ tiền bạc cũng hanh thông hơn rất là nhiều à, tuy có thể phải đối diện với nhiều cái khó khăn bất chợt trong cái thời điểm đầu tháng này nhưng mà nhìn theo cái hướng tích cực thì đó là cái cơ hội để bản thân rèn luyện và khẳng định cái vị trí của mình Nhờ cái sự sáng suốt và cái kinh nghiệm tích lũy từ bấy lâu nay à, Tin rằng các bạn sẽ tự mình giải quyết được tất cả những cái vấn đề nó phát sinh trong thời gian này à, Đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để đưa số mở rộng cái chuyện làm ăn kinh doanh Hùn hạp vốn đầu tư với những người khác Bước đầu có thể sẽ gặp một chút cái trở ngại Nhưng mà lại được cắt tinh nó xoay chiếu nó mang đến cái vận quý nhân vượng ắt sẽ có người đứng sau giúp đỡ cứu giúp cứu nguy một cách kịp thời và trong thời gian này cũng dễ thu hồi được cái vốn liếng à, tình hình tài chính của những người tuổi tuất cũng sẽ hứa hẹn khi mà phát triển tích cực ngay từ những ngày đầu tháng các bạn biết làm thế nào để phát huy cái thế mạnh và thu hút khách hàng mới à, các bạn luôn không ngừng mở rộng các mặt hàng đáp ứng đủ cái nhu cầu của thị trường những người làm công ăn lương thì có cơ hội tỏa sáng trong cái sự nghiệp. À, có nhiều cái cắt tinh nó sai chiếu, nó hỗ trợ. Vậy nên là các mối quan hệ xã giao của những người tuổi tuất cũng được hài hòa, được cấp trên đề bạc thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh trong cái thời điểm là cuối năm. Và đây cũng được đánh giá là một trong những cái con giáp cực kỳ may mắn từ giờ đến cuối năm. Dễ có cơ hội trở nên những con giáp giàu có nhất, nhất nhì trong năm 2023 trong thời gian này thì những người kinh doanh buôn bán hoặc là những người làm nghề tự do á, sẽ có một năm kiếm tiền như hái đã. có thể cân nhắc cái việc mở rộng cái quy mô và cái cách hùn hạp vốn làm ăn với những người có cùng chí hướng tỷ lệ thành công trong cái giai đoạn từ giờ đến cuối năm cực kỳ cao à, với ai đã có ý định khởi nghiệp thì cũng nên mạnh dạn tiến hành sớm muộn cũng gặt hái được những cái thành quả tốt lành mà thôi nói chung ấy trong cái thời điểm sau mùng 1 tháng 11 âm lịch năm 2023 thì dưới sự hỗ trợ của nhiều cát tinh, hội họp xoay chiếu, tài lộc của những người tuổi tuất cũng khá là tốt, nhất là những người mà sinh vào tháng 4, tháng 8 và tháng 11 thì sẽ nhận được cái tài khí vượng, tiền bạc thì hanh thông một cách bất ngờ, kiếm tiền như hái, bù gấp mấy lần so với cái hao hụt của cái thời gian trước đó. À, thưa quý vị, như vậy ấy, sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch ấy, thì có nhiều cái cắt tinh nối hội họp soi chiếu lại được thần Phật che chở độ mạng. Vậy nên những người tuổi Tuất không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề tài chính bởi không còn quá phụ thuộc vào một cái nguồn thu như trước đó nữa. Ngược lại, bản mệnh biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay là đầu tư vật chất khác nhau. Nguồn tiền nó lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng cũng khá là ổn định, nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Đó, À bên cạnh đó, cái phương diện tình duyên của những người tuổi Tuất cũng là một cái điểm sáng. Sau cái ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. Đó. À các bạn đã chủ động hơn trong cái việc là tiếp cận người mà mình thầm thương trộm mến. Cái sự mạnh dạn và chân thành của các bạn sẽ khiến cho người ấy vô cùng là ấn tượng và nhân duyên cũng sẽ trở nên chuyện là gì? Tốt đẹp hơn. Vì thế, để gia tăng cái vận may cho mình ấy thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. À vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái vận may về tiền bạc và tài lộc cho những người tuổi cho những người tuổi tuất. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Trong cái thời điểm là sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch trong cái tuần này ấy, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi những người tuổi Sửu. À quý vị thân mến, vận khí của những người tuổi Sửu trong cái thời gian sau mùng 1 tháng 11 âm lịch ấy, được dự báo là sẽ có những cái thăng trầm. Có cả cơ hội, cũng có cả tiềm ẩn không ít những cái thách thức. À, nhưng ấy rất may là với cái tài trí của mình thì những người tuổi Sửu vẫn có thể vượt qua khó khăn một cách là gì? Ổn thỏa và nhẹ nhàng. Một cái tin vui về tài chính sẽ đến với những người tuổi Sửu khi mà cái phương diện này của các bạn khá là sáng sủa. Đặc biệt là với những người kinh doanh làm ăn kinh tế thì con giáp này có cơ hội để phát huy cái thế mạnh của mình nên luôn đứng vững được trên cái thị trường này. Khách hàng đông đảo cũng sẽ giúp cho những người tuổi Sửu kiếm được một khoản tiền ổn định và gì? Một ngày một thăng tiến hơn trong tương lai. Cuộc sống của những người tuổi Sửu cũng vì thế mà càng trở nên thuận lợi và hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhờ được nhiều cát tinh nó xoay chiếu, phương diện sự nghiệp của những người tuổi Sửu ấy hứa hẹn có nhiều cái bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào cái sự ổn định. Đây sẽ là cái tháng mà cơ hội nó liên tục được mở ra với những người tuổi Sửu khi mà gì? Lại được cục diện là nhị hợp tí Sửu nó nâng đỡ. Thời điểm này thì các bạn sẽ phát huy được cái năng lực bản lĩnh cá nhân một cách vững vàng Nói chung ấy, cá nhân được tập thể ủng hộ, tài năng cũng được chứng tỏ, tinh thần làm việc hăng say, các bạn sẽ đạt được những thành tích đáng nể trong thời gian này. Dù vẫn có tồn tại không ít những cái thách thức và cái khó khăn, song bản mệnh không cần phải quá lo lắng, vì quý nhân sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ. À, sẽ có chỉ điểm vào cái lúc thích hợp để các bạn đi đúng đường, đúng hướng. À, thế nhưng cái điều đó không có nghĩa là các bạn hoàn toàn phụ thuộc vào cái sự giúp đỡ của người khác. À, trong thời gian này thì cái chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu ấy thì nó cũng khá là tốt đào hoa thì nở rộ nó cho thấy bản mệnh nếu còn độc thân thì cũng sẽ có những cái cơ hội đặc biệt đó à, con giáp này vốn có những cái nét hấp dẫn riêng xung quanh không thiếu người săn đón các bạn có thể mở lòng và thử trò chuyện với mọi người biết đâu sẽ tìm được cái ý trung nhân của mình trong cái thời gian này còn với những người đã lập gia đình ý, thì các bạn và người ấy ý thức được những cái điểm chưa tốt của bản thân và chủ động thay đổi nhờ vậy mà quan hệ đối bên thì ngày càng hòa hợp gia đạo thì yên ấm hơn à, quý vị thân mến trong cái thời gian này để gia tăng cái vận may gia tăng cái tiền bạc gia tăng tài lộc cho những người tuổi xíu thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xíu để trợ mệnh hộ thân giúp gia tăng cái vận may về tài lộc và tiền bạc cho quý vị. À, vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái vận may về tài lộc và tiền bạc cho mình. Đó. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch. Đó, chính là những người tuổi tuổi dậu. À thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng mới này này, sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch tuổi dậu chính là một trong những con giáp cực kỳ may mắn. May mắn thì đang trên đà khởi sắc rực rỡ. Sự nghiệp và các khoản đầu tư của những người tuổi dậu ấy hứa hẹn sẽ thu được cái lợi nhuận gấp 10 lần. À trong công việc, ngay từ những ngày đầu tháng thì bản mệnh đã có thể là được lãnh đạo tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Các bạn hãy tin tưởng vào bản thân và mạnh dạn tiến hành những cái ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Với cái năng lực và cái kinh nghiệm của mình, các bạn hoàn toàn sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ ở trong tương lai. À, tuy nhiên, dù đạt được những thành tích lớn, thì những người tuổi dậu cũng không nên kiêu ngạo. Cái thái độ háo thắng chỉ khiến các bạn gặp nhiều cái rắc rối hơn mà thôi. Cản trở cái vận may và cái cơ hội hiện tại của các bạn. À không chỉ vậy những người làm ăn kinh doanh cũng sẽ gặp nhiều cái điều thuận lợi hơn nhất là khi mà bước sang cái thời điểm nửa cuối năm à theo đó con giáp này sẽ có cơ hội gặp gỡ được quý nhân được thần phật che chở độ mạng may mắn sẽ được đối phương chỉ chỗ hoặc là giới thiệu cho những cái mối làm ăn hoặc là những cơ hội làm ăn hợp tác đầy triển vọng thời cơ không phải lúc nào cũng luôn có vậy nên quý vị hãy chủ động nắm bắt để phát triển ngày càng được mạnh mẽ hơn Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, thưa quý vị, như vậy trong cái thời điểm sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch ấy, chúng ta sẽ có bốn con giáp cực kỳ may mắn, đại lộc tự đến. Đó. Một là những người tuổi tỵ hai là tuổi tuất ba là tuổi sửu và bốn là những người tuổi dậu đó là bốn con giáp được đại lộc trời cho giàu sang phú quý được thần phật che chở độ mạng à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất sau ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch năm 2023 năm quý mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.